Hello anh em, chào mừng em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Và ok, hiện tại bây giờ mình đang ở trong có bạn Yakuza và bây giờ mình sẽ review con tướng mới, đó chính là Yamato cho anh em xem thử nha anh em. Đây, ở đây anh em thấy cái avatar đã xuất hiện anh em à. Rồi, ok anh em, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thử xem Yamato nó có ngon hay không nhé anh em. Rồi, ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành review con Yamato cho. Hôm nay đang có cái chương trình khuyến mãi, anh em nạp vô được sẽ tặng 100% nhé anh em. Vì vậy mà anh em nạp vô 250k thôi anh em mà có thể là sở hữu được con Yamato rồi. Hiện tại bây giờ cái con Yamato này đang có giá là 500k. Đó, thì hôm nay anh em nạp vô sẽ nhận được con Yamato luôn. Wow, ôi trời, nạp vô cái móc 18.000 kim cương luôn rồi anh em. Quá là VIP anh em ơi. Wow, 3.000 kim cương. Đó, 500k anh em à. 500k, 120k anh em sẽ nhận được cái con Luffy Gear 5 nè. Một con Luffy Gear 5 với lại Luffy ơi, với giá 100k thôi anh em, với giá 100k thôi nè, anh em có thể là nhận được rồi. Tại vì hôm nay là khuyến mãi 100% mà anh em. Wow, được cái danh hiệu chính bay có tiền lý soạn nè, 100k thôi anh em có thể là sở hữu được cái con Luffy Gear 5 với lại skin linh hồn Luffy Gear 5 luôn. Quá là dữ anh em ơi. Thì xíu nữa mình sẽ soi cái skin cái linh hồn Luffy Gear 5 cho anh em xem thử như thế nào nha. Đó. Trước mắt thì bây giờ mình sẽ xem thử Yamato cho anh em xem. Đây, con Yamato hiện tại bây giờ em đã là class sát thủ nha anh em, class sát thủ nha. Bây giờ mình sẽ soi các cái skill của con Yamato cho anh em xem. Hiện tại thì bây giờ là soi trước cái skill đầu tiên đi, rồi xíu nữa mình sẽ soi hết tất cả các linh tinh này kia các kiểu cho anh em xem. Đó, lôi mình bắt quái. Wow, đây là cái skill đầu của Yamato, triệu hồi sức mạnh sấm sét hấp thụ cho bản thân trong 15 giây, tăng 80% công phép thủ vật lý với lại thủ phép nha anh em. Ồ, cái này nó chỉ tăng cho mình bản thân của nó thôi anh em, chứ nó không tăng cho ai hết anh em à. Đây. Đó, trong thời gian này thì cái địch nếu mà tấn công anh á. Ồ, what the hell. Đây là một cái nhân vật trong game, trong chuyện là một nhân vật nữ vô trong đây, nó chuyển qua thể loại thành 3D biến thái tomboy anh em à, thành nhân vật hình anh luôn rồi. Bằng đòn đánh thường sẽ bị trừ đi 65 điểm sĩ khí. À, cái skill này nó giống như là cái skill bị công giảm sĩ khí vậy đó anh em. Thì khi mà cái địch nó sẽ tấn công, nó sẽ bị trừ thêm 65 điểm sĩ khí. Đây là cái đòn đánh không thường anh em à, đòn đánh thường, cho nên là cứ quánh thường sẽ bị trừ 65 sĩ khí. Vậy là sử dụng các cái skill như skill bên trái hoặc là skill bên phải thì nó sẽ không có bị trừ hết ta. Ủa, mình nghĩ là nó sẽ bị trừ đó anh em, chắc mình nghĩ là nó sẽ bị trừ luôn anh em. Mình nghĩ là nhất như vậy, nếu như vậy thì nó mới ok, chứ bây giờ đòn đánh thường không thì khi nào nó mới đánh thường được anh em. Đây, đòn đánh thường nè. Đó, skill bên phải đó anh em, skill này sấm sét cướp đầu nè. Đó. Còn ủa sao nãy giờ có một cái skill mổ ra ngoài nè. Skill này ra ngoài. Wow, skill này là skill gì ta? Mình nghĩ là skill đút cái cây lên trời, rất là skill nổ anh em. Skill đó là skill nổ này, skill bên phải nè. Còn skill này chắc là skill đánh thường bên chùy hấp tinh đó anh em. Rồi thì bây giờ anh em ta sẽ review cái skill thứ hai, đó chính là cái skill chùy hấp tinh. Yamato tấn công cái địch xa nhất, sau đó gây 2420 sát thương mỗi lép và làm câm lặng và làm trón chúng trong vòng 2 giây. Wow. Yamato dùng cặp loa chà bá lửa của mình ủi thẳng vào người kẻ địch và khiến cho cái địch bú liếm chấm mút rồi đó, cho mê man trong vòng 2 giây. Rồi, khá là căng anh em à. Cực kỳ căng luôn nha. Đây, đây là skill là tấn công kẻ địch xa nhất ha. Đó là mình liên tưởng tới cái con Crocodile hay là con Akainu hay em. Hai con này có khả năng xoạt thẳng vào sau lưng kẻ địch và dùng nắm đấm dung nham, Akainu dùng nắm đấm dung nham có thể xoạt thẳng vào mông cái kẻ địch. Đó, xuyên đục lỗ, giống như đục lỗ cho ai về anh em à. Này, rồi mình rồi cái ngoại hình của Yamato mình thấy nó không có đẹp lắm, cho nên là xíu mình sẽ phân tích sau nhé anh em. Còn bây giờ anh em sẽ soi tới cái skill thứ ba, skill vòng xoáy tử thần. Ôi, cái skill này là có một cái đường xét từ trên trời xuống, mình nghĩ là nên sử dụng cái tên này nó không hợp lý anh em. Vòng xoáy tử thần hả? Cái này đâu phải là lốc xoáy đâu, nó phải là Crocodile tạo xoáy cát này kia các kiểu anh em. Mà con này nó là một cái đường điện xuống, mình nghĩ là nên là lôi lôi thần hay là lôi lôi gì đó, lôi điện hay là lôi gì đó, lôi gì nó hợp đó. Đó này, nó sẽ chuyển phong lôi điện này kia các kiểu nè. Đây, nó sẽ hợp lý hơn ha.
chứ cái này nó không có liên quan đến vòng xoáy gì hết trơn em à. Đó, thì gây ra là 2150 sát thương phép, hút toàn bộ cái địch lại gần bản thân và ịnh cặp lo vô mặt của đối thủ, khiến cho đối thủ câm lặng không nói nên lời. Tại vì cặp lo anh chào bá lửa anh em mà ép vô phát là bích mặt kính mặt rồi, cho nên là không có nói chuyện được nữa, để cho nên là bị câm lặng anh em, câm lặng luôn. Còn sự kiểu cuối Inuinu no Mi phản choáng và câm lặng tướng địch trong vòng 7 giây đầu tiên diễn ra trận đấu, tăng tốc độ công trên 80. Đây, phản choáng với lại câm lặng trong vòng 7 giây đầu tiên nha anh em. Trong vòng 7 giây đầu tiên hình như là con Yamato có khả năng là phản lại choáng nè, rồi phản lại cả cái skill câm lặng từ cái trái ác quỷ của Go luôn nha anh em. Quá là ok luôn nha. Phản lại rất là ok. Đây, xíu mình sẽ thực chiến cho mấy anh em xem thử luôn. Wow, về cái ngoại hình của Yamato thì anh em sừng nè, đó, cái sừng này khá là đặc trưng này. Tóc móc lai, đeo khuyên tai. Đây, áo ba lỗ, cắt xẻ khá là táo bạo anh em à. Nhưng mà mình không đánh giá cao về cái độ loa của, về cái cặp loa của Yamato. Mình nghĩ là bộ phận thiết kế của nhân vật này hơi fail anh em. Mình nghĩ là chắc là bộ phận thiết kế này là một bạn nữ anh em à, ghen ăn tức ở hay sao, thiết kế nhỏ nhỏ xíu anh em. Nếu mà là một bạn nam thiết kế, mình nghĩ là sẽ quấn cái cặp loa này, nó chà bá lửa, nó quấn ngập mặt anh em à, nó quánh sệ thông tới gúng luôn anh em. Còn cái này nó quấn quá là bé anh em à. Mình nghĩ là đây là bạn thiết kế là một bạn nữ anh em, cho nên là ghen ăn tức ở cái gì đó với Yamato, cho nên là hút bớt, cho nên nó quá là nhỏ anh em. Nhiều khi mình nhìn vô mình không thấy rõ được đâu là cặp lo mà đâu là cái bụng đó anh em. Đấy, như build ra thì anh em còn nhìn vô anh em còn phân biệt được đâu là cái cặp lo quá anh em. Nami God thì thôi luôn đi mà, trời ơi anh em nhìn vô nè. Wow, Bo Hancock nhìn vô là không biết đâu là cái mặt, đâu là cặp lo nữa anh em. Đây, to đều bằng nhau. Còn Big Mom thì khỏi phải bàn anh em à. Đây, mặt lo như một. Đây, trời ơi, nhiều khi nó còn to hơn cái mặt nữa anh em. Đấy, Yamato mình thấy là nó hơi quá là bé anh em à, hơi lép ha. Nhưng mà tổng thể gương mặt thì xinh, khá là xinh xắn anh em à, khá là xinh xắn dễ thương, trắng trẻo, không có mập mạp, trắng trẻo dễ thương, cute formewear, tóc tai cũng dễ thương nữa, móc lai khá là hợp lý. Được, đẹp, tổng thể là như vậy là ok rồi anh em. Đây, thì bây giờ anh em ta sẽ xem thử cái phần chi viện. Chi viện tại bây giờ đó là Luffy G5, Ay, Zugo với lại con Sanji. Đây, toàn là chi viện, toàn là trai thôi anh em. Và lựa khá là khéo. Trong đó có một thanh niên trai khoai to ở lộng, người cái gì cũng to hết em mà, thích to cái gì là to. Đây, wow, Luffy G5 hiện tại bây giờ đang là 6 sao anh em à. Bộ phận trên người thích to cái gì là to cái đó anh em à. Đó. Ây khoan anh em, đợi xíu mình review sương sương cái skin linh hồn của con Luffy G5. Ủa mình lấy cho đây nó bị phình to được anh em, mấy cái này nó không có phình, nó là phình to được anh em, còn nó linh hồn nó phình to ra ngoài không nè. Wow, mấy này nó không bị anh em, chỉ có mỗi cái linh hồn của Luffy G5 nó bị nè, mấy linh hồn khác cũng bị anh em. Ngày này chúng ta sẽ vô trong ngoại trang và xem thử con Luffy G5 nó đánh đấm như thế nào đây. Đó. Wow. Wow. Cũng như cũ anh em, cũng không khác gì mấy, vẫn mình wow cho mấy anh em sơm sơm vậy thôi. Ý cái linh hồn của Luffy G5 nó sẹt sấm sét anh em. À. Cái đây là cái linh hồn thằng mặt trời anh em. Đúng rồi. Cái trái quỷ con Luffy là trái quỷ thằng mặt trời mà anh em. Cho nên là cái linh hồn cũng liên quan đến thằng mặt trời và được tạo hình khá là đẹp anh em à, khá là ngầu. Ủa sao có 4 ngón tay vậy ta, sao có 4 ngón tay anh em à. Đây, mình sẽ vô trong cái phần bố trận này, mình sẽ xem được chi tiết hơn anh em. Mình sẽ vô phần bố trận, mình sẽ xem được chi tiết hơn. Đây, đó. Thì bây giờ mình sẽ review cái linh hồn của con Luffy G5 cho anh em xem luôn, vô trong trận như thế nào nhé anh em. Rồi, wow, nó cũng chỉ, rồi nó sẹt cho đẹp vậy thôi anh em. Ngoài ra cũng chỉ có mỗi Luffy G5 quánh thôi anh em. Đó, chủ yếu là cho anh em xem thử khi mà xong trận thì em nó sẽ như thế nào thôi. Với cái giá là chỉ có 100k, ngày hôm nay anh em có thể là sở hữu được cả Luffy G5 và kèm theo đó là cả cái linh hồn của Luffy G5, kèm theo đó là một cái danh hiệu chính bay có tiền cưới sỏ là hết sảy 7 rồi anh em à. Thêm 150k nữa anh em sẽ sở hữu được cả cái con Yamato nữa anh em. Yamato
Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ review cái con Yamato anh em. Yamato sẽ VS với lại cha của nó chính là con Kaido. Này, mình sẽ xem thử Yamato nó sẽ đánh đấm như thế nào nhé anh em. Yamato xíu năm sẽ đi solo trực chiến cho anh em xem nha. Wow, trước mắt thì mình thấy bên Yamato như là, ủa bên kia có con nào có khả năng đóng băng khóa chiêu không ta? Nhưng mà bên con Yamato thì có khả năng câm lặng nha anh em. Yamato khả năng là ủi cặp loa thẳng vào cái địch. Ủa nãy mình không có thấy nó sọt tới cái vị trí của cái địch xa nhất ta, mình không thấy anh em. Vậy là chắc cái skill đó nó sẽ phải sử dụng vào một cái dịp nào đó ấy. Chứ hồi nãy là mình không thấy nó sọt gì hết nữa mà. Mình không thấy nó sọt nha. Đấy. Nó cũng không sợ anh em. Wow. Nãy em nó quá to khá là nhanh anh em ạ. Hiện tại bây giờ bị cái tem bên kia đóng băng luôn rồi anh em ạ. Đây. Hết đóng băng là sẽ bắt đầu quá to. Rồi bên kia có cả gâu đen nữa nè, gáp nè. Toàn là châu châu không anh em ạ. Hiện tại bây giờ đã quá to rồi anh em ạ. Tất cả đều nằm dưới chân của Yamato. Tất cả đều nằm dưới háng Yamato anh em ạ. Này. Với skill xòa lông đè người thì mình nghĩ là trận đấu này không biết có thắng nổi không anh em. Ở dưới toàn những lão già hết xíu quách ra ngoài à. Riêng Chopper thì có cái cặp sừng khá là riêng Chopper dạng là nai vàng thích gặm cỏ non, nhưng mà Yamato này cỏ này già dữ rồi anh em à, cho nên là nai con hươu này nó không thích anh em. Gâu đen, Gâu dơ, Kizaru với lại Garp. Và hôm này bốn này chắc là hết xíu quách rồi cho nên là không không có chấm mút gì được Yamato hết. Và bây giờ mình sẽ quánh cái chương nào à, chương nào mà có hai cây đô ta. Đấy, à, đây 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 có hai con cây đô này anh em, mình sẽ xúc thử xem sao, xem được cái tình hình như thế nào đây anh em. Hồi nãy giờ mình thấy không có con nào có khả năng chón hết, cho nên là mình vẫn chưa thấy được khả năng phản chón con cây đô chón anh em. Nhưng mà hết 7 giây rồi anh em, cái thời gian tốc độ di chuyển của Yamato nó khá là chậm anh em. Khi mà hai bên sáp lá cà vô với nhau á thì chưa kịp 7 giây nữa là đã đụng nhau rồi, ở lộn đụng nhau rồi, chưa chưa dân đã hết 7 giây rồi này. Mà mình nghĩ á nên đút cái tốc độ di chuyển tướng cho con Yamato này để em nó di chuyển nhanh nhanh hơn xíu để có thể là áp sát được cái địch trong cái thời gian sớm nhất đó, anh em, trong thời gian sớm nhất chứ chậm quá, khá là chậm anh em à. Đây, bây giờ mình sẽ xem thử cái đại skill của Yamato anh em. Đại chì tím qua wow. Phẹt đánh thường á, đánh thường anh em à, đòn đánh thường, đòn này mình nghĩ là chắc là chiêu skill nổ anh em, đưa thẳng cây lên trời. Còn skill này là skill đánh thường, là skill nổ anh em à. Skill này mình nghĩ là skill bên tay phải, skill vòng xoáy tử thần á, nó xẹt nguyên cái đường sấm sét từ trên trời xẹt xuống. Mình nghĩ đó là skill bên phải quá anh em, chứ cái skill vòng xoáy tử thần gì sọt con cây lên trời nó yếu đuối vậy nè. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi solo thử, sau đó mình sẽ phân tích thử con Yamato cho anh em xem nha. Mình sẽ solo với bạn Dewey để xem sao, bỏ Luffy G5 mình đi, mình sẽ dùng con Yamato thôi. Mình sẽ xem thử có khả năng phản lại chó hay không. Ôi chết, đây 7 giây nè anh em, đây giờ mới đụng mặt nhau là hết 7 giây đâu anh em. Và mình thấy là nó đã phản lại skill phản đam rồi đó anh em, phản lại skill phản đam. Hiện tại bây giờ con Yamato với lại con Beoda hai đứa nó hẹn nhau ở trên không không chiến ở trên trời, và độ dằn ở lộn gì nè đọ đọ anh em, đọ là gọi như là so so kè dàn lo, xem thử là lo có ai bự hơn, hai bên đẩy qua đẩy lại ủi qua ủi lại. Thì và hiện tại bây giờ xanh tóc đỏ cũng đang khá là phấn khích, đang gọi là chảy nước miếng cho nên là chòi lên tham gia luôn anh em à. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình nghĩ là cái mặt của xanh tóc đỏ vừa mới đụng vô cái cặp lo của Yamato thôi chứ chưa có to bằng Yamato, tại hiện tại bây giờ Yamato đã biến mất rồi anh em à. Và hiện tại bây giờ Yamato nó không còn mất máu nữa anh em, khả năng cao là cái trận này nó sẽ là một cái trận hòa rồi anh em à. Rồi mình sẽ kiếm một cái bạn đó là được chiến thấp thấp hơn xíu để mình xem thử nha anh em. Marty nè, Marty không biết là có sử dụng cái đồ hình bình thường hay không nữa. Ok, sử dụng cái đồ hình AD luôn anh em à.
Đây. Ôi bị phản phản đóng băng rồi nè anh em. Thấy không? Nguyên cái tem bên kia bị phản lại đóng băng, toàn bộ bị đóng băng luôn. Hiện tại bây giờ đã được Yamato bị đóng băng anh em à. Cái thời gian phản chón và lại phản đóng băng nó chỉ trong vòng 7 giây thôi anh em. Cho nên là quá 7 giây là sẽ bị bầm dập được. Hiện tại thì bây giờ con Ineo đang quá khổng lồ và cái quả chuối con Ineo đang nằm ngay mặt của con Yamato đây mà. Nhưng mà không, Yamato nó không thích ngậm chuối mà nó thích sọt chuối, cho nên là nó đã đảo quá khổng lồ rồi anh em. Nó đảo quá khổng lồ và đang mằng cái gì ở trên trời thì mình không biết. Hiện tại hai bên đang sọt qua sọt lại. Khả năng cao là Yamato bị sọt mấy bá rồi anh em à. Yamato nằm dưới này. Hiện tại bây giờ sinh lực đang bị rút dần. Quả quả chuối có điện. À, con Yamato cũng có khả năng sử dụng điện mà anh em. Ui, cái skill gì đẹp ấy nè. Skill của Nidorubin anh em, skill của Nidorubin. Một mình Yamato thì không thể nào có thể là căng được cái tem bên kia rồi anh em à. Thì nhà phát hành cũng có đã có nói nãy, Usopp cũng có đăng một bài cái điểm yếu của Yamato, đó chính là đam rất là yếu anh em à. Đam rất là yếu. Chủ yếu là em nó vô trong tem là gọi là support anh em. Bây giờ thì mình sẽ thử bỏ thêm con Luffy G5 vô trong cái đội hình nữa xem sao. Solo với lại bạn sò đi xem sao nha anh em. Một nhân vật cũng khá là xịn sò luôn à. Wow, bên kia sử dụng cái đội hình là, ôi, con quỷ Namigon nó đóng băng, ổ lộn nó mưa. Mình thấy bên kia hình như là đang bị lúc đầu là bị đóng băng anh em, lúc đầu là bị gọi là bị phản phản đóng băng lại anh em. Wow. Hết 7 giây thì vẫn bị đẩy như thường anh em mà, hết 7 giây thì vẫn bị đẩy như thường. Mình nghĩ là cái đội hình nếu mà sử dụng Yamato trong cái đội hình thì mình nghĩ là nên up max speed cho cái con Yamato anh em. Để anh chị anh em biết không? Để cho em nó sọt thẳng vô trong tem cái địch nhanh hơn xíu. Chứ cái thời gian di chuyển của em nó trong vòng có 7 giây à. Mà 7 giây này vừa mới giáp sáp lá cà với lại tem địch đó thì nó cũng đã hết 7 giây rồi anh em. Cho nên là mình nghĩ là nên up max speed cho cái đội hình mà có sử dụng Yamato. Để chia em để cho nó sọt thẳng qua đây luôn. Đó. 7 giây mà nó không áp sát được tiêu tem địch là cũng như không thôi em à. 7 giây mà không áp sát được thì cũng khá là phế. Mình nghĩ là nên up max speed cho em luôn. Và à, tán được em mà, nhưng mà cũng rất là tiếc là cũng không có trốn dính được cái tem bên kia này mà, không có trốn dính được cái tem của sò ha. Đây 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 đây, khoan anh em đợi xíu, mình sẽ cho Yamato nó đi ra phía trước thử một chút nó xem sao anh em. Mà tại hồi nãy mình để ngay chính giữa anh em, so tài tại hồi nãy mình để ngay chính giữa anh em đó. Bây giờ mình sẽ cho hai con này nó ra phía trước nè, gần gần ở phía trước một xíu anh em, để mình xem thử tình hình như thế nào nha. 5 4 3 7 10 giây rồi anh em à. Đó, cái khoảng cách di chuyển càng sớm thì nó sẽ có khả năng lợi thế càng cao anh em à. Vì vậy mà mình nghĩ là anh em nên up tốc độ di chuyển cho Yamato nó càng cao càng tốt anh em ơi. Càng cao thì càng tốt nha anh em. Đó, thì đây là cái phân tích của mình thôi. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy là con Yamato này nếu mà sử dụng được cái dòng tốc độ di chuyển tướng nữa thì rất là ok anh em. À, chợt mình nảy ra một cái ý, đó chính là up max speed cho cái con Yamato. Rồi sau đó là cho nguyên cái tem ở phía sau cũng max speed luôn em, max speed luôn. Đó, thì biết để chiêu khi mà Yamato nó khả năng phản đòn trong ở phản chón lại phản khóa chiêu trong vòng 7 giây phải không em? Thì trong vòng 7 giây này nó sẽ sọt thẳng vào cái địch và tem bên kia chắc chắn 100% nó sẽ bị đóng băng rồi anh em. 100% sẽ bị đóng băng và sau đó sẽ là con Luffy G5 nó sẽ lên chón và sau đó là Sanji nó sẽ lên và đá luôn em à. Đấy, hai con này nó hợp kích với nhau là rất là ok. Còn lại là phía sau đó chính là con A với lại con Birona, hai con này đam lên nữa anh em. Một cái đội hình phải gọi là chuẩn meta là mới luôn anh em à. Rất là ok, có thể phá luôn được cả các cái đội hình mà sử dụng cái đội hình tay dài giống như đội hình của bạn sò mới sử dụng vừa xong đó. Với hai con tướng này cũng đã có thể là bèm được cái đội hình của bạn sò với 100 hơn 100 tê lực chiến anh em. Bây giờ mình sẽ tìm một cái bạn nó lực chiến to hơn, ví dụ như là ạc của bạn Huy nè. Ạc bạn Huy thì vẫn còn cái đội hình nha anh em. Ạc của bạn Huy vẫn còn sử dụng cái đội hình tại vì mình mới review để mà cho giao bán ạc dùm cho bạn đó, mình đăng lên thôi. Còn anh em nào mua thì có thể liên hệ với chủ ạc chứ mình không có giao dịch, không có giao dịch trung gian anh em.
Vì vậy mà anh em nào mua có thể là liên hệ với trực tiếp với lại chủ ạc nha. À, các bạn quy lực chiến rất là to này mà. À, các bạn quy nó nãy 160 mấy tê lực chiến, cao hơn bạn sò rất là nhiều. Đây, đi, mình solo lại thử một lần ở xanh xanh em. Hồi nãy mình đóng cái cửa sổ cho nên mình không có xem lại ngay khúc ban đầu á. Cho nên là bây giờ mình đánh lại để đến sau. Bên kia cũng sử dụng cái đội hình thay dài này mà. Wow, nhưng mà nó bắn khá là xa anh em, cho nên là bây giờ anh em thấy không? Nó không áp sát được anh em mà, nó không có áp sát được. Đây bây giờ thì đã áp sát được rồi nè anh em à, bây giờ cũng đã áp sát được rồi nè. Đó, vì vậy mà mình nghĩ là anh em nên chơi cái đội hình là tốc độ di chuyển tướng anh em. Bây giờ cái dòng tốc độ di chuyển tướng là nó bắt đầu là nó có tác dụng rồi đó anh em. Đối với một cái con tướng có khả năng phản lại như gần Yamato. Đây, ok, em nó sức bọt rất là ngon nhé anh em, em nó sức bọt là hết sảy mà bảy hết nước chấm luôn anh em à. Đó, sau khi mà phân tích xong á thì mình nghĩ là cái dòng tốc độ di chuyển tướng rất là quan trọng đối với con Yamato rồi anh em à. Đây, đây là Yamato, bạc siêu cấp SS sát thủ, class sát thủ, thống sói, võ lực chí nè. Đây, chi viện thì nãy mình có show cho anh em xem rồi. Sau khi mà phân tích xong Yamato á thì mình thấy là em nó sức bọt ổn nha anh em. Gọi là dạng như là tăng cơ lúc ban đầu anh em. Em nó hỗ trợ khúc ban đầu khá là ổn. Thứ nhất là mình nghĩ là nên sử dụng cái dòng đúc là tốc độ di chuyển tướng. Nếu mà anh em muốn cái đội hình mà tốc chiến tốc thắng luôn á thì mình nghĩ là mấy con tướng sau cũng nên sử dụng cái dòng tốc độ di chuyển tướng luôn. Đó, tất cả dùng tốc độ di chuyển tướng hết luôn. Còn riêng cái phần mà quýnh với tàn khốc mà mắt né thì bây giờ là xông lên hay không xông lên thì cũng như nhau thôi. Còn lại á thì mình nghĩ là bây giờ nếu mà được thì bỏ cái dòng mà bị không giảm sĩ khí đi anh em, bị không giảm sĩ khí đi mà lấy cái dòng mà tốc độ di chuyển tướng, tốc độ di chuyển tướng cho năm con tướng luôn. Yamato xông thẳng lên và sau đó là con Sanji nó sẽ xông thẳng lên và đá, và tiếp theo đó chính là con Luffy G năm cũng xông thẳng lên và chón luôn em à. Ba con này nó sẽ hợp kích với nhau, kết hợp với nhau, chón lóc này, chón này đá hắc thun này kia các kiểu đó. Ok, và tiếp theo đó chính là hai con tướng đam chính, đó chính là con A với lại con Bill nè. Đây là cái ý của mình nha anh em. Còn anh em không thích A thì anh em có thể sử dụng gấu đen, sử dụng gấu đen cũng được. Đây nhưng mà không thể nào mà thiếu Sanji, không cần phải có xanh tóc đỏ luôn anh em mà, không cần phải có xanh tóc đỏ nữa. Nhưng mà đây là một cái đội hình mà khi mà team địch không có con Yamato nhé anh em. Nếu mà team địch có con Yamato thì nó sẽ lại là một cái vấn đề khác nữa anh em à. Khi mà team địch lại có một con Yamato nữa thì khi mà anh em sọt thẳng vô thì Yamato sẽ đấm một phát thì nó sẽ bị phản lại, nó cũng bị phản một ít hay anh em. So với việc mà nhiều nhiều con, mình cũng chưa có test thử được cái đội hình là năm con khi mà năm con đó anh em. Tại vì mình cần phải có một cái đội hình bên kia là có một cái con Yamato để mình có thể là test được anh em à. Chứ bây giờ là tàn khốc nè, tặng nhanh mình không biết tàn khốc có sử dụng cái đội hình gì nữa ở trong đây. Mà tàn khốc thì tốc cái khả năng né của tàn khốc thì anh em cũng đã biết rồi đó, quá là bá đạo anh em à. Hiện tại thì bây giờ là cái team là không có con Sanji ở đây đó anh em, không có Sanji. Mình sử dụng Kaido luôn thử xem sao, cho ba con chó luôn thử xem sao anh em. Hiện tại bây giờ không có Sanji cho nên là không có test thử cho anh em xem. Rồi không hỏi con này thôi, sao mà test thử cho anh em xem đây. Phải có một cái team nào đó có thêm con Yamato nữa thì mình có thể là test được cho anh em xem. Mình sẽ sử dụng hai cái giả lập, sử dụng hai cái đội hình để mà test cho anh em xem ha. Wow, bên kia như là không có Yamato, sao mình không thấy được cái đội hình bên kia là gồm những cái con tướng gì anh em. Mình chỉ thấy được có bốn con anh em à. Wow, hiện tại bây giờ hai bên đang chón khá là căng á anh em. Ui, con Bill nào bên kia nó quá khổng lồ nè. Thiếu bên kia như là có con Sanji anh em à. Tại cái team bên đây thiếu con Sanji anh em à, phải có con Sanji nó mới được. Bây giờ thì mình không có chuyển. Thôi để mình xem thử là có bạn nào mà có con Yamato, mình sẽ sử dụng hai cái giả lập và sau đó mình sẽ đổi qua đổi lại, mình sẽ sử dụng hai cái đội hình, mình sẽ test đội hình cho anh em xem sau nha. Đó, trước mắt thì mình nghĩ là nên như vậy anh em. Hoặc là bây giờ mình sẽ quýnh lại với cái bạn Đê Huy nãy phải không anh em. Đặt Đê Huy nè, 215T nè, bố chặn nè, bỏ cây đô ra luôn đi anh em. Bỏ cây đô ra, mình sẽ lấy con gì vô bây giờ trời. Xanh tóc đỏ thế làm sao? Hiện tại giờ thêm không có con gâu đen nữa mới gơi với anh em. Gâu dơ để làm sao anh em. Thế thử thôi nha.
Thế thì phải mình đang định test cái đội hình mà có thêm con A nữa trong, ở lộn, có con Sanji trong cái đội hình nữa mà giờ các em không có con Sanji vậy, cho nên là không có test được cho anh em xem. Khá là khó ha. Bây giờ mà chuyển tới chuyển lui, chuyển xuôi, chuyển ngược, chuyển Sanji nữa thì nó rất là tốn thời gian đấy. Con Sanji nó rất là êm nha anh em. Anh em thấy không? Nó có khả năng đá chón được cái em bên đây luôn rồi anh em à. Nó đã, nhưng mà hiện như là nó đã chết rồi anh em. Giờ Sanji bên kia đứt bóng và còn mỗi ngâu đen thôi. Wow, Yamato nó quá khổng lồ rồi anh em thấy không? Kinh không? Kinh khủng khiếp. Đây Sanji rồi anh em à. Đội hình này không thể nào bỏ ra thiếu Sanji được anh em. Đó. Đội hình là Luffy gear 5 Sanji hoặc là bỏ Luffy gear 5 lấy Sanji thôi. Sanji, Luffy gear 5, Yamato. Đó, nếu mà anh em thích thì anh em bỏ Luffy gear 5 và anh em lấy con Sanji tóc đỏ vô. A. Và Beona là hai con đam cuối. Rồi sau đó sẽ là con Sanji tóc đỏ nữa. Rồi sau đó sẽ là con Sanji với lại con Yamato. Max speed nha anh em, max tốc độ di chuyển nha. Tất cả đều max hết tốc độ di chuyển luôn. Áp sát, tốc chiến, tốc thắng luôn anh em à. Đánh nhanh thắng nhanh luôn, rút gọn đánh nha. Đánh nhanh rút gọn anh em à. Đấy. Rồi, ok. Đấy, sau khi mà review xong rồi mình cảm giác như lần Yamato rất là ok nha anh em. Support là phải gọi là quá là bá đạo. Khả năng hỗ trợ cho em lúc ban đầu để mà có thể là chiếm thế thượng phong là em đó là số 1 rồi anh em à. Em đó là số 1 rồi. Và cái giá của em nó hôm nay là cái thời gian khuyến mãi nó chỉ có 250k thôi. Vì vậy mà anh em nào có điều kiện thì mình nghĩ là nên xúc em đó thì nó rẻ hơn. Tại vì vài bữa nó sẽ không có thời gian khuyến mãi, không có giá khuyến mãi anh em. Anh em phải đợi khoảng có tầm nửa tháng, tháng nữa thì lúc đó nó mới giảm giá xuống anh em. Nó mới giảm giá xuống thì anh em sẽ múc nó sẽ rẻ hơn. Còn bây giờ thì anh em muốn lấy sớm thì ngày hôm nay là một cái ngày hợp lý nhất rồi anh em à. Ok. Thôi mình sẽ kết thúc video đây nha anh em. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái tựa game Đảo Kho Báu. Và anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về cái tựa game mà cho anh em cùng xem. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc với đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.